Bốn mỹ nữ châu Á dám yêu dám hận, sẵn sàng trở mặt cực phủ hậu chia tay. Showbiz châu Á không thiếu những cặp đôi đẹp, tuy nhiên không phải đôi nào cũng có thể cùng nhau đi đến cuối con đường. Không biết cặp sao đình đám yêu nhau lắm, cắn nhau đầu, chọn cách chia tay trong ầm ĩ làm tốn không ít giấy mực báo chí. Đáng chú ý nhất là bốn mỹ nhân châu Á sau đây, họ đều trở mặt với tình cũ theo cách cực phũ phàng. Trịnh Sảng. Trịnh Sảng và Trương Hằng bắt đầu hẹn hò từ giữa năm 2018. Từ những bức hình mà cánh săn ảnh chụp được, nhiều người quả quyết rằng Trịnh Sảng yêu người đàn ông này sâu đậm. Cô thường xuyên nhìn bạn trai bằng ánh mắt thâm tình và dành cho anh sự quan tâm chu đáo. Thậm chí khi lật lại những hình ảnh giữa Trịnh Sảng cùng hai tình cũ là Trương Hằng và Hồ Ngạn Bân, ai nấy đều cho rằng Trịnh Sảng thiên vị Trương Hằng thấy rõ. Cặp đôi đường ai nấy đi chỉ sau hơn một năm bên nhau. Tướng chia tay êm đẹp, nhưng Trịnh Sảng, Trương Hằng lại bước vào vòng đấu tố mà không bên nào chịu nhường đối phương. Trương Hằng mở màn khi đăng tải hình ảnh chụp cùng hai con vào hôm ngày 18 tháng 1 năm nay. Anh công khai giấy khai sinh của hai con, cho thấy mình là cha của hai đứa nhỏ, còn mẹ chúng là Trịnh Sảng. Scandal Trương Hằng Trịnh Sảng nhờ người đẻ thuê khiến showbiz rúng động. Đặc biệt là khi đàn trai tung file ghi âm tối nhà Trịnh Sảng từng muốn phá cái thai 7 tháng. Nhiều nguồn tin cho biết nữ diễn viên còn quyết không chịu ký giấy xử lý thủ tục cho hai bé trở về Trung Quốc. Phía Trịnh Sảng cũng không chịu ngồi yên, liên tục có động thái đáp trả. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với iFan, cha của Trịnh Sảng đã khẳng định rằng không có chuyện nữ diễn viên bỏ rơi con cái. Phía Trịnh Sảng còn tố ngược Trương Hằng đã ngoại tình. Mạng xã hội tranh cãi nảy lửa vì loạt ảnh được cho là tài khoản phụ của Trịnh Sảng, tung bằng chứng Trương Hằng tòm tèm bên ngoài. Tuy nhiên, một trong số những hình ảnh này đã được chứng minh là lấy từ bộ phim 18 cộng của Hàn Quốc. Chưa dừng lại ở đó, Trịnh Sảng còn kiện CEO họ Trương kia ra tòa, bắt anh phải trả lại khoản tiền 20 triệu tệ, 70,3 tỷ đồng, trước đó anh từng vay, cộng thêm trả tiền lãi quá hạn. Ban đầu, Trương Hằng từ chối chấp nhận và làm đơn kháng cáo, yêu cầu một bản án sửa đổi, bác bỏ tất cả những yêu cầu từ phía Trịnh Sảng và muốn tòa án xét xử lại. Phía Trương Hằng cho biết, số tiền 20 triệu tệ kia anh dùng để chi trả cho các chi phí mua sắm quần áo, mua quà tặng cho cha mẹ đôi bên, chi phí du lịch và các khoản phát sinh. Ngoài ra còn rót tiền vào công ty thời trang của Trịnh Sảng. Cách đây không lâu, tòa án đã bác đơn kháng cáo của Trương Hằng, giữ nguyên phán quyết ban đầu. Điều này có nghĩa anh phải hoàn trả số tiền trên cho Trịnh Sảng. Song Trương Hằng không chấp nhận kết quả, tiếp tục kháng cáo. Phía Trịnh Sảng còn tố Trương Hằng đã xúi giục cô làm hợp đồng trốn thuế, nhưng nữ diễn viên không đồng ý. Nhưng Trương Hằng một mực phủ nhận. Anh tiết lộ, Trịnh Sảng và gia đình đã thông qua một số công ty trung gian để làm hợp đồng âm dương. Hiện tại, cuộc chiến pháp lý của đôi bên vẫn chưa đi tới hồi kết. Số phận hai đứa con chung của cặp đôi thị phi rất được dân tình quan tâm. Goo Hye-sun, Ah Jae-hyun, phim giả tình thật sau khi cùng nhau hợp tác trong tác phẩm truyền hình Blood. Tuy bộ phim được đánh giá là thảm họa nhưng cũng đã có công xây duyên cho cặp tuyền đồng ngọc nữ. Chỉ sau hơn một năm tìm hiểu, Goo Hye-sun và Ah Jae-hyun khiến dân tình sốc nặng khi tuyên bố kết hôn. Yêu nhanh cưới vội, cặp đôi vướng phải nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, Goo Hye-sun vẫn quyết định gạt bỏ lời ra tiếng vào, bước vào lễ đường với mỹ nam trẻ hơn cô 3 tuổi. Từ ánh mắt, cử chỉ đến hành động của Goo Hye-sun, ai cũng có thể nhận ra cô yêu điên cuồng chồng trẻ. Nàng có còn thừa nhận rằng, bản thân không thể tưởng tượng được việc chia tay Ah Jae-hyun sẽ như thế nào, cô nghĩ mình sẽ chết nếu họ chia tay. Ấy vậy mà chuyện tình của Tích nhanh chóng đổ bể khi Goo Hye-sun tuyên bố ly hôn Ah Jae-hyun vào hồi tháng 8 năm 2019. Cặp đôi liên tục khẩu chiến, đấu tố lẫn nhau, trong đó Goo Hye-sun luôn là người chủ động ra đòn trước. Thậm chí, nàng có còn được cho là đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho việc hủy hoại sự nghiệp chồng cũ. Cụ thể, trước thời điểm tuyên bố ly dị khoảng nửa năm, Goo Hye-sun từng đăng lên Instagram cá nhân một bức tranh tự họa cùng lời nhắn: "Tôi". Điều đáng chú ý, cô gái trong tranh có vật thể lạ trên đầu và trước mũi. Dân mạng đào lại hình ảnh này ngay giữa lùm xùm ly hôn của Goo Hye-sun và đặt ra nghi vấn, phải chăng cô đã ẩn ý việc chồng trẻ xóa mũi, cắm sừng từ trước. Goo Hye-sun đăng đàn, tố Ah Jae-hyun phản bội, say xỉn và gọi điện cho phụ nữ, còn cùng nữ CEO của công ty chủ quản chửi bới cô. Thậm chí, mỹ nhân vừa sao băng còn khiến công chúng sốc nặng khi tiết lộ chuyện chồng cũ đòi ly hôn vì vòng một của cô không còn quyến rũ. Nam ca sĩ tối ngược vợ cũ bóp méo sự thật, tìm cách đột nhập vào căn hộ nơi nam diễn viên sống trong thời gian dọn ra ở riêng để lục lọi điện thoại, ghi âm. Đáp lại, Goo Hye-sun tiết lộ hai vợ chồng không hề sống riêng mà Ah Jae-hyun dọn tới căn hộ đó do muốn tập trung vào diễn xuất, đồng thời khẳng định cô có quyền bước chân vào ngôi nhà chứ không cần phải xâm nhập bất hợp pháp. Dưới góc nhìn của người am hiểu về luật pháp, nàng còn cố gắng chiếm thế thượng phong nếu Ah Jae-hyun đệ đơn ly hôn. Qua loạt bằng chứng do Goo Hye-sun công bố, có thể thấy Ah Jae-hyun chính là nguyên nhân khiến cặp đôi tan vỡ và điều này sẽ giúp cô giành phần thắng trong cuộc chiến ly hôn. Thế nhưng, khi công khai những đoạn tin nhắn giữa cô và Ah Jae-hyun trong khoảng thời gian chung sống, dân mạng phát hiện Goo Hye-sun từng tố Ah Jae-hyun cùng người đại diện công ty quản lý lăng mạ cô, nhưng trong đoạn tin nhắn do Dispatch công bố, người đại diện lại chất vấn nam diễn viên họ Anh về chuyện anh đi ăn cơm, ngồi cạnh trên tàu, đi chung máy bay với một ai đó. Goo Hye-sun còn thể hiện mình là người phụ nữ nhạy cảm hay ghen tuông vô cớ.
thế cờ bỗng chốc bị lật ngược, nàng có từ người được công chúng ủng hộ chuyển sang bị ném đá không thương tiếc. Dù không ít cư dân mạng đã đứng về phía nam diễn viên sinh năm 1987, song sự nghiệp của anh vẫn bị ảnh hưởng nặng nề. Cụ thể, nhiều nhãn hàng thời trang, mỹ phẩm đã hủy hợp đồng hợp tác, gỡ bỏ hình ảnh quảng cáo của Ah Jae-hyun. Nam diễn viên cũng bị loại khỏi show thực tế và mất hút khỏi làng giải trí. Song Hye-kyo. Song Hye-kyo và Lee Byung-hun gặp nhau trên trường quay phim Một Cha Tất Cả. Những cảnh quay lãng mạn trong phim khiến hai ngôi sao trở nên gần gũi và nảy sinh tình cảm yêu đương. Cặp đôi công khai hẹn hò vào năm 2003, trên nhau tới 11 tuổi. Bất chấp nhiều ý kiến trái chiều, Song Hye-kyo vẫn lao vào yêu điên dại nam tài tử họ Lee. Đáng tiếc, chuyện tình không có cái kết đẹp. Vào năm 2004, hai ngôi sao tuyên bố đường ai nấy đi trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Theo nhiều nguồn tin tiết lộ, Song Hye-kyo hoàn toàn suy sụp, bỏ ăn, cơ thể gầy rộc đến mức đáng sợ khi mới chia tay Lee Byung-hun. Tuy nhiên, nhiều năm sau đó, nữ diễn viên lại úp mở đổ lỗi cho tình cũ. Có quá nhiều điều phải nhớ trong chuyện tình này, tôi đã chủ động liên lạc lại và tha thứ. Người ấy hứa với tôi rằng sẽ không mắc phải sai lầm tương tự một lần nữa, nhưng vô ích, chúng tôi lại chia tay vì cùng một lý do. Dù Song Hye-kyo không nêu đích danh Lee Byung-hun, nhưng người hâm mộ suy đoán rằng nữ diễn viên muốn ám chỉ tài tử họ Lee đã làm sai một chuyện gì đó trong quá khứ, khiến mối tình của họ tan vỡ. Không dừng lại ở đó, mỗi khi có dịp đụng độ Lee Byung-hun tại các sự kiện, mỹ nhân họ Song đều phớt lờ, giả vờ như chưa quen biết nam tài tử đình đám. Động Khiết. Động Khiết quen Phan Việt Minh vào năm 2005 khi cả hai cùng hợp tác trong tác phẩm Hồng Y Phương. 3 năm sau, cặp đôi chính thức công khai chuyện tình cảm, đồng thời tuyên bố sắp làm đám cưới trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Đầu năm 2009, Động Khiết hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Cặp đôi thường xuyên xuất hiện bên nhau vô cùng hạnh phúc, lãng mạn, khiến ai nấy không khỏi ngưỡng mộ. Cũng trong năm 2009, Phan Việt Minh bất ngờ gặp tai nạn phim trường. Động Khiết đã ngày đêm chăm sóc chồng cũ, cùng anh vượt qua giai đoạn khó khăn. Ai cũng tưởng tình yêu bền chặt sẽ giúp họ bên nhau đến răng lòng đầu bạc. Không ngờ cặp đôi bất ngờ tuyên bố chia tay vào năm 2012. Động Khiết lên tiếng tố Phan Việt Minh là kẻ mê cờ bạc, có hành vi bạo lực. Ban đầu, phần đông khán giả đứng về phía nàng Trúc Anh Đài bởi cô từ lâu đã được yêu mến nhờ gắn liền với hình tượng ngọc nữ. Dư luận chỉ thực sự đảo chiều khi Trác Vĩ tung hình ảnh Động Khiết và nam diễn viên Vương Đại Trị ôm hôn nồng nhiệt tại khu nghỉ dưỡng Tam Á, trong thời điểm tài tử họ Vương vẫn chưa ly hôn vợ. Lúc này, hình tượng của Động Khiết hoàn toàn sụp đổ, còn Phan Việt Minh bỗng trở thành nạn nhân, bị vợ vu oan, dần lấy lại sự nghiệp. Cũng vì scandal ngoại tình, Động Khiết bị bích cửa quay lại showbiz. Khả năng diễn xuất tài tình, nhan sắc được đánh giá cao. Vậy nhưng vì vết nhơ năm xưa, Động Khiết tự tay hất đồ chén cơm của mình.